Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh Hội Lâm Sàng Bình Vững nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục cập nhật giá nha các bạn. Thì hôm nay là thứ bảy ngày 20 tháng 3 2021, mình tiếp tục cập nhật giá sàn Đài Loan cho các bạn được biết nha. Thì hôm nay giá sàn xanh là nó giảm xuống 1.000 nha các bạn. Cụ thể là xanh nhất là hôm nay giá 14.000, xanh nhì là 7.000. Thì giá sài xanh xô thì bữa nay bên em mình nó mua 11 hoặc 12 ngàn nha các bạn. Nếu sài đẹp thì 12 ngàn nha. Còn sài vàng là hôm nay là nó vẫn giữ giá là 29 ngàn. Vàng nhất 29 ngàn. Vàng nhì 12 ngàn. Và giá sài xô là 24 hoặc là 25 ngàn nha. Thì bữa nay bên em mình ăn xô thấp hơn. Thì đó là giá hôm nay nha các bạn. Thì nghe tình hình cũng nghe phong thanh là giá đang đứng lại đó các bạn ơi. Cũng có thể là nó sẽ giảm nha. Riêng là hàng cốc là nó có thể là nó sẽ giảm nha các bạn. Thì đó là giá hôm nay mà mình cập nhật cho các bạn biết nha các bạn. Thì số điện thoại của bên thu mua tại nhà vườn thì mình sẽ ghim trên màn hình nha. Nhà vườn nào muốn bán thì liên hệ nha các bạn. Thì vườn mình bao full vàng luôn các bạn ơi. Khoảng vài trăm bao trắng à. Thì do là tụi mình nhiều quá nên mình cũng xịt cỏ cháy cho nó chết bớt nha các bạn. Thì hầm thì nó cũng nuôi ốc. À, cũng không ảnh hưởng nha. Tại vì mình xịt gỗ cháy này mình xịt lúc trước khi kích xài nữa. Trước khi có bông nha, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hoặc mà vườn mà có bông xài thì không nên mà dùng thuốc gỗ cháy đi xịt cỏ đâu nha các bạn. Muốn xịt là phải xịt trước khi mà có bông nha. Còn nếu mà có khả năng nữa thì dọn lục bình hoặc là xịt cỏ cắt cỏ các bạn ơi, tốt nhất là dùng máy cắt nha, chứ xịt cỏ cháy cũng ảnh hưởng. Thì video hôm nay mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Mình cũng chia sẻ giá ngắn gọn cho các bạn biết nha. Thì có lẽ là vài ngày tới có thể là giá nó sẽ biến động nha các bạn, nhưng mà chiều hướng là sài xanh nó tuột nha. Thì tin thì dựa cho hay như vậy đó, mình cũng chia sẻ luôn. Các bạn nào mà có xài xanh thì cứ tranh thủ bán nha, nếu bán được thì tranh thủ bán đi. Thôi cũng xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Xin chào các bạn.